Sáng nay, Trường Sĩ quan Lục quân 2, Đại học Nguyễn Huệ long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Đồng chí Quảng Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Đại học Nguyễn Huệ, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị của Bộ Quốc phòng và các đơn vị đóng trên địa bàn về dự lễ khai giảng. Báo cáo kết quả năm học 2022-2023, Thiếu tướng Tiến sĩ Lương Đình Lành, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Năm học vừa qua, Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã xây dựng mới 5 chương trình, điều chỉnh bổ sung 18 chương trình, tăng thời gian huấn luyện thực hành từ 3 đến 5%, hoàn thành việc xây dựng chuẩn đầu ra đào tạo thạc sĩ nghệ thuật quân sự và đào tạo đại học quân sự, đổi mới nội dung phương pháp huấn luyện dã ngoại, diễn tập chiến thuật, vòng tổng hợp có bắn đạn thật. Hiện nay, đội ngũ cán bộ giảng viên nhà trường 100% trình độ đại học, trên 60% trình độ sau đại học, một nhà giáo ưu tú, 13 phó giáo sư, 88 tiến sĩ, còn lại là các thạc sĩ, với 96 giảng viên chính, 15 giảng viên cao cấp. Kết quả giáo dục đào tạo trong năm học vừa qua, phân loại học viên tốt nghiệp có trên 91% khá giỏi xuất sắc. Năm học mới này, nhà trường đón nhận 900 học viên mới, trong đó có 440 học viên đại học quân sự vừa trúng tuyển nhập học tại trường. Đổi mới phương pháp dạy học gắn với công trình khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào giáo dục và đào tạo, chủ động phòng ngừa các biểu hiện tiêu cực, bệnh thành tích trong giáo dục đào tạo, bảo đảm dạy thực chất, học thực chất, đánh giá kết quả thực chất, nâng cao chất lượng công tác khoa học quân sự, tạo sự gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo, triển khai thực hiện các công trình khoa học đúng tiến độ, chất lượng tốt. Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Quảng Minh Cường đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương thành tích mà thầy trò nhà trường đạt được trong năm học 2022-2023, đặc biệt là thời gian qua, nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, tăng cường tình đoàn kết gắn bó quân dân và góp phần xây dựng tỉnh Đồng Nai ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững. Lãnh đạo tỉnh tin tưởng bước vào năm học mới với khát vọng và khí thế mới, phát huy truyền thống vẻ vang, trung dũng, sáng tạo, đoàn kết, kỷ luật, dạy tốt, học tốt của Trường Sĩ quan Lục quân 2, Đại học Nguyễn Huệ anh hùng. Nhà trường sẽ đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.